tình trên người sẽ cộng giàu rồi người thất công năng để chị em cho em được học đòi tươi lối tươi công đấy ạ. Người cao trước để chị em chúng em đều tiếp bước theo sau đấy ạ. Dạ, chị em chúng em xin được cao công đầu làng có con chim tiên nó kêu díu dít có nên bồi bồi ai làm đường xa xa xôi nào ai có biết rằng em nhớ người. Yeah.
Thank you.
đến hẹn lại lên.